xin chào tất cả anh em đang quay lại kênh YouTube của mình. Ở video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em một cái căn bệnh nữa và hướng dẫn tất cả các anh em mình xử lý cái vấn đề này ha. Thì anh em nào xem video thấy hay thì bấm like, subscribe. Anh em nào cần phụ tùng vật tư, phân phí nán thì hãy liên hệ với bên mình 0389898100, mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Rồi, hôm nay là một cái căn bệnh cũng rất là phổ biến và tất cả các anh em mình có thể xử lý tại nhà, không cần phải đưa ra gara ha. Cái căn bệnh này là mình nhả lốc kê hay là mình đập phanh thì cái lượng hơi mình nó xả ra rất là nhiều. Nó dẫn đến là nó hết hơi trong bình luôn và xe chúng ta bị bó lốc kê ha. Đó là biểu hiện của nó. Để cho các anh em mình xem. Đây, bây giờ mình sẽ nhả lốc kê các anh em mình xem. Đấy, các anh em mình thấy không, nó xả rất là lớn ha, nó xả rất là dài, từ hơi trong bình nó sẽ mau hết và nó sẽ không có đủ hơi để xe mọt chúng ta chạy. Thì video lần này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em mình xử lý cái căn bệnh này tại nhà luôn ha. Rồi, thì các anh em muốn mở ra được á thì các anh em mình hãy thấu cái fan này ra này, sau đó chúng ta lấy nguyên cái cụm này ra ha. Thì đây này nó có cái lớp B, cái nguyên của cái vấn đề này á là nó bị kẹt cụm siêu này ha, nó kẹt cụm siêu này. Thì các anh em mình hãy bổ dưỡng lại, thoa mỡ bò rồi vào vệ sinh sạch sẽ và chúng ta ráp lại là sẽ hết được cái căn bệnh đó thôi ha. Thì các anh em mình hãy xem cái cách mình xử lý ha. Anh em mình lưu ý nha, cái khi mà các anh em mình nhắn cái này vào này thì nó phải lấy ra lấy vô nhẹ nhàng ha. Cái này vào đây nó chuyển động bên trong nhẹ nhàng thì mới ok ha. Các anh em mình thay siêu mà nó cứng quá thì nó sẽ lại rất là nhẹ nhàng như vậy. Ok, đầu lụm đi. Rồi các anh em mình vệ sinh trên cái mặt ở lớp B này nữa là ok này. Rồi chúng ta đưa lên, chúng ta gắn vào là ok ha. Xem cái căn bệnh nó còn lại nó như thế nào ha, nó có bị nữa hay không ha. Hơi đông bộ bình nha các bạn. Rồi cái lốc kê đi. Nhả lốc kê. Đấy, các anh em mình thấy không, nó rất là dứt khoát ha. Coi như là cái căn bệnh chúng ta đã được khắc phục. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau. Anh em nào mà cần mua cái bộ siêu phết để sửa chữa cái von này thì hãy liên hệ với bên mình ha, 0389898100, mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau, mình sẽ thực hiện những video hữu ích hơn cho các bác tài. Rồi xin chào.